Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Lời từ tin em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay em Lợi xin giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Mazda BT sản xuất 2016, số tự động một cầu máy dầu, xe nhập nguyên chiếc Thái Lan, xe biển Hà Nội, tên tư nhân. Chiếc xe màu ghi xám và toàn bộ tổng thể chiếc xe thì bên em đã kiểm tra và khẳng định với quý anh chị 100% là nguyên zin, không có đâm xô tai nạn vỡ kính vỡ đèn. Anh chị em nào một lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bạn ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Và bên em Lợi cũng chuyên thu mua cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên là cái dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Chiếc xe BT này được trang bị thêm nắp thùng cao và toàn bộ máy số là nguyên zin. Vâng, và chiếc xe này thì bên em có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Địa chỉ cửa hàng bên em là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Quý anh chị nào có thể gõ Google Map đến địa chỉ 1019 đường Quang Trung hoặc các bác quá đến bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Đối diện bến xe ý nghĩa là cửa hàng bên em 1019. Toàn bộ chiếc xe thì được bản tự động này thì được trang bị la răng hoa cúc khá là đẹp. Và về phần lốp của chiếc xe này khá là dày. Đây toàn bộ là phần lốp của chiếc xe, cực kỳ dày. Đấy. Lốp này thì quý anh chị yên tâm, la răng phay hoa cúc, không chảy xước gì. Và bốn lốp đều như nhau. Và toàn bộ mặt ca lăng, khe hở cabo rất chi là khít và đều. Toàn bộ đèn pha nguyên zin. Cabo thì các cái đường gân đây, toàn bộ đường gân cabo này vuông, thành sắc cạnh và sơn zin toàn bộ. Tất cả các kính đèn thì đều là sản xuất năm 2017. Toàn bộ thông số đây, thông số kính đều là zin của hãng và đều năm sản xuất, trước năm sản xuất của chiếc xe. Nên là quý anh chị yên tâm, không phải là bị đâm xô vỡ kính vỡ đèn. Vâng, về phần đèn hậu của chiếc xe đây, toàn bộ là đèn hậu là nguyên zin. Và phần gầm của chiếc xe, cảm biến này, cảm biến lùi và phần gầm thì khá là đẹp. Toàn bộ phần gầm này, toàn bộ phần gầm là sơn zin và không bị hoen dỉ gì. Lốp sơ cua. Nội thất bên trong của chiếc xe thì được trang bị nội thất ghế da màu kem. Toàn bộ bóng khí đều là nguyên bản và xe được trang bị thêm màn hình DVD. Và đây là củ số của chiếc xe, số tự động. Vô lăng thì nguyên thủy từ đầu. Trần thì nguyên bản từ đầu ạ. Toàn bộ các phần cánh cửa của chiếc xe đây là đều là nguyên zin, tay nắm mở cửa. Và các phần chỉ của cánh cửa đều là nguyên bản từ đầu. Thông số kính thì đều là năm sản xuất của chiếc xe 2016. Đây là toàn bộ hàng ghế phía sau của chiếc xe, rất chi là mới và đẹp. Trần này thì nguyên bản từ đầu. Với góc quay này, quý anh chị nhìn vô lăng của chiếc xe đây, khá là mới và đẹp. Xe được trang bị điều hòa tự động hai dàn. Vâng, đây là củ số của chiếc xe và phanh tay khá là đẹp, toàn bộ tì tay là nguyên zin.
Sàn thì được trang bị thêm sàn da. Các cái tay nắm tắp bi cánh cửa đều là nguyên bản. Đây, tay nắm tắp bi cánh cửa rất chi là mới và đẹp. Đây là cánh cửa bên phụ của chiếc xe, hai cánh cửa thì toàn bộ là chỉ zin 100%, tay nắm mở cửa bật lên xuống. Về phần lót, về thùng sau của chiếc xe đây, toàn bộ thùng sau thì khá là đẹp. Lót thùng không chở hàng nặng nên là không bị móp méo chảy xước. Toàn bộ các cái ốc tai, ốc đèn đều là nguyên zin. Sơn đánh dấu còn nguyên liệu. Và đây, toàn bộ bừng sau, ốc đều là nguyên bản. Tất cả các phần ốc cột của chiếc xe đây và tem mác nhà máy còn nguyên. Sơn zin, đấy, không có dấu hiệu bị đâm sâu vào các phần cột của chiếc xe. Bật lên xuống. Toàn bộ thông số gương kính đều hoạt động khá là tốt và gương kính chỉnh điện. Và thông số kính thì đều là năm sản xuất 2016 hết. Phần đầu và phần máy của chiếc xe đây, toàn bộ phần đầu và phần máy thì quý anh chị yên tâm, máy số là nguyên zin, sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Từ các ốc đèn, ốc ắc quy còn nguyên hết bây giờ. Ốc tai và ốc cabo đều là nguyên zin từ đầu. Các cái phần nhựa rất chi là sáng và đẹp. Đây là cái phần cổ xả của chiếc xe, rất chi là sáng và đều và đẹp. Ốc mặt cam nguyên bản. Két nước này. Ốc két nước này. Chưa tháo lắp. Đây là tiếng động cơ đang hoạt động với quý anh chị ơi. Động cơ chạy khá là êm, không rung lắc. Và toàn bộ động cơ máy dầu đi khá là tiết kiệm, sử dụng động cơ 2.2 máy dầu. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa quay giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Mazda BT sản xuất 2016, số tự động, máy dầu một cầu. Quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Xin chào và gặp lại quý vị các bạn.